Ngoài Mỹ tôm đổi được một ngày là một ngày cuối tập. Có những cái triple kill ở đây. Đó là ok. Có một cái tích. Ôi rồi chết gì đây, dây leo người ta làm hai. Có tên cả Kami ở đây, hai người hầm. Bạn ta có thể bỏ luôn, nhà đen cũng được. Ủa, đáp một kill cho Kami. Đừng tham. Tôi chưa kịp nói rất câu rồi, chết chứ Kami. Trời đất ơi. Mong đó là những vụ bò nhận ra không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là bắt đầu bò và dân vị vị trí ra dây leo. Biết được Timber sao quýt dây leo phải chết rồi. Cũng leo được cả Timber. Nhưng biết gì mà tôm ta làm được lại là con số 0. Tôm phải đi. Và Kami cũng đi. Phục bòi khả năng cao chỉ có 2. Rồi nhưng trời đất ơi, phục bòi dây leo đã có mạng. Gây gì ta không biết phải làm gì. Đi quả flat rất đẹp rồi nhưng đối thủ còn lạnh quá đâu. Và dây leo. Mặt cột dính thế này à, trời ơi. Doraemon ra tay lại bị dây leo lấy được cái đầu. Flash bomb ta là rất tay và hơi muộn. Tiếp tục là dây leo, cái quái gì xảy ra với dây leo vậy? Người thứ hai của Flash, Footboy đang cúp mặt, anh ta không bị mù. Một mạng mà có cái double kill dành cho Footboy. Nên chúng ta up lên với một đất khiến cho quả Flash bây giờ nó chỉ cần quay mặt đi là né được. Footboy có cái triple kill. Một trong hai quả mù chắc chắn Oza đã bị dính cột. Rồi mà chưa dính cho mình cái vô mà mình dùng có thể mua luôn. Bây giờ quay trở lại đây khi các thành viên quyền được Timber tốt lấy được cái mạng của Timber rồi. Nếu như mình đang cố gắng để có thể trả thù cho đồng đội, giạt ra thì nó là mặt lỗi từ Doraemon. Mèo U chủ động ra lắc ra có mạng, Kami thấy được một trái C4 và Mèo U tiếp tục lập công. Double kill rồi và Origami mới cản chân được Mèo U thôi. Sau lưng Origami vẫn đề phòng TGM. Timber chủ động nhảy chơi luôn Origami. Trời ơi, bắn lên kìa. Còn dây leo ra tới, dây leo có một dây leo có hai. Tôi muốn xuống. Nhưng sẽ rất có những Timber lộ cái chân ra, lộ cái lưng ra và cây gì đi trước. Zinoka sẽ là người đi sau. Rất có những Zinoka, nhưng Zinoka đôi về thì cũng là một kết thúc. Và Zinoka, Origami là người chiến thắng, không phải là Zinoka. Thả nữa đâu. Giả thật và dây leo vẫn tiếp tục. Mạo danh, trời ơi, ai bắn tích dây leo vậy? Đang xuất ra ngay, ba mạng rồi. Rất nhiều trái VIP thì cũng không được sử dụng ở đây. Nhưng cầm cái mặt hay như những tuyển thủ cầm CVS ở đây. Khi mà Zinoka có double kill, ok. Footboy bỏ qua Zinoka luôn ta. Số nó sẽ là gì đây? Zinoka là 4. Mặt rất giống mình với Nam Long. Các bạn bắn chỉ lý được độ rồi. Không có đi được con thì quay trở lại đây. Kami làm được 2 này. Tiên thì nhìn thấy người tí nữa thì xin lỗi tí về với một cầu côn. Và mình về là thành công. Dù cái double kill cho TGM. TGM làm tốt. Tại TGM đã có cái double kill. Bây giờ là cái triple kill và có một vũ trang kill hay không đây. Và câu trả lời vẫn là có. Đã được khởi động rồi. Không thành công tôm. Sẽ không trách những Mèo UFO luôn. Tỷ số là 3 đều rồi. À là tôi sẽ truy Mèo UFO có làm 3 không. Mèo UFO 3 và 4. À, trời đất ơi, hai người nhưng không bắn yếu như được như Boy. Bây giờ Mèo U lại phải làm một quầy thì mới có thể kia được. Và Mèo U không thôi. Trả flash đến từ vị trí của Timber. Quả flash bóp ra, hai người bị mù. Timber có double kill. Sao đây, Dancy có mạng như Mèo cầm David. Hai đầu rồi, khi mà Kit đã sai thăm mình. Kit đi quá sâu, 3 mạng cho David, 4 mạng không. Câu trả lời làm công, LD có double kill. May quá, tôi là tí nữa thì bảo tức toàn mắc lỗi. Và David, một đầu cho David, Dancy sẽ nạn nhân tiếp theo. David phải bắn 2, đó là marketing, đó là kit. David có thông tin trái C4 và bắt được người khỏe. Thì marketing không thể clap được nữa đâu. Đã thay đến từ bên phòng thủ, nhưng bạn tức toàn lại nằm xuống bởi kêu. Kìa đưa lưng và bia bắn trượt. Có thể sửa sai được với khẩu côn trên tay nhưng không thể. Chạm lát ra, đấy, không có sai lầm nào của LD cả, cá rốt cũng không kịp trả đạn cơ. Ủi luôn đến từ LD, hai mạng rất đơn giản thôi. Nói là hoàn hảo, đẩy em tại khách sạn, kêu đổi được một, kêu đổi được hai. Kit kê sai vị trí rồi, Kit kê sai vị trí rồi và Kit phải đi, bây giờ là người cuối. LD là người cuối và anh ta có hai, bây giờ lại là khó. Bắt đầu thấy kêu, ô kìa, delay à?
Ít, trời ơi, Cam Lộ Lộ đứng liều chưa kìa. Rõ ràng kêu trên rồi mới double kill và cái tính chết. Và bây giờ Đan Sinh làm sao để có thể về được khu vực bách tài đây. Tối à, có người mà chủ động bắt cái đầu thứ ba của Hiếu Mèo. Đâu rồi? Một dịch trong cà rốt chỉ có mỗi một là hơi ít. Rồi thì có còn hơn không? Một mình VN còn sót lại trong cái cuộc 1 lên 3 này. Và đó là vị trí cà rốt với cái mạng thứ hai của mình. Quay trở lại trận đấu đi. Và rào luôn và đó là Né Mít tìm lấy cái cuộc đàn gì. Biết được là còn người nữa né quả flash tới từ Né Mít. Cà rốt là thí sinh tiếp theo. Nhỏ lại chỉ với các TT rồi và Né Mít. What? Quá tận soạn thế tê nhở. 57 giây còn lại trên đồng hồ, đoạn thi đấu đã kết thúc rồi. Ôi đó, Kiều Nam muốn tiếp cận. Kiều Nam tiếp cận và đó là vị trí Kiều chưa thể nào kết liễu Nevis và không kết liễu được Nevis luôn. Trời ơi. Cú đàn gì phải đi, cà rốt và kịp đúng sang công. Không và kịp cà rốt ôm được ai thế là đủ. Và kịp cà rốt ôm được ai thế là đủ cái KPI trong một đôi rồi. Nhưng ở cửa, oh! Ở cửa đây là Hiếu Mèo. Và cái tì LX. Lỗ này thì LX bắt được cà rốt. Mỗi người một ý đến từ King Agat. Và LX đang truy kích và đi là nguy hiểm. Thôi xong rồi, thành một đấu một rồi. Dancy vẫn đang nấp rất ngoan. Dancy một vét mà thành công.